Thưa quý vị, những năm qua, các cấp ngành thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để góp phần hạn chế tai nạn giao thông cũng như hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông một số tuyến đường vào giờ cao điểm vẫn thường xuyên diễn ra. Rất cần giải pháp thiết thực của các cấp ngành liên quan nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi cho người dân thành phố. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại nút giao đường Lê Thanh Nghị, Thăng Long, đoạn dẫn lên cầu Hòa Xuân, quận Hải Châu vào đầu giờ sáng. Ô tô xếp hàng dài trên cầu Hòa Xuân để chờ vào nút. Tại nút giao, lưu lượng phương tiện vào nút không nhiều nhưng lại ùn tắc. Rất nhiều ô tô đi vào đường cấm một chiều vào giờ cao điểm, nhiều xe rẽ trái lên cầu Hòa Xuân. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, tình trạng ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm thường xuyên diễn ra tại cụm nút giao thông phía tây cầu Hòa Xuân, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, tuyến đường Lê Thanh Nghị, cách mạng tháng 8, Thăng Long, tuyến đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Đây là cụm nút giao thông nằm ở cửa ngõ dẫn vào khu vực trung tâm thành phố, nên hàng ngày, đặc biệt là vào giờ cao điểm, mật độ người và phương tiện cơ giới lưu thông qua cụm nút này rất cao. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ùn tắc là do cụm nút giao thông này nằm ở cửa ngõ dẫn vào khu vực trung tâm thành phố, nên hàng ngày mật độ người và phương tiện cơ giới lưu thông qua cụm nút này rất cao, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Sau cái đường thông thì bắt đầu nó sinh ra lưu lượng của người đi vào cửa ngõ này rất là đông, nhất là buổi sáng và nhì là về buổi chiều. Tới buổi sáng á thì đông nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái giao thông người ta là đi qua lại được, vì đó là giờ cao điểm. Còn buổi chiều á, chính cái buổi chiều là kẹt xe, nó kẹt xe mà kể cả cái làn đường á ngay chỗ cách mạng tháng 8 này á là cũng bị là ứ xe do đèn xanh đèn đỏ đó, nó dẫn đến vấn đề đó. Tôi nhìn thấy trong những khung giờ cao điểm ùn tắc giao thông một cách nghiêm trọng, có lúc kéo dài từ 2 đến 3 tiếng, làm ảnh hưởng cuộc đời sống đi lại của người dân và cử tri. Vậy tôi đề nghị Hội đồng dân thành phố có giải pháp thiết thực, thực tế và kịp thời để giải quyết dứt điểm cái tình trạng này. Còn tại nút giao Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, quận Thanh Khê vào giờ cao điểm, lưu lượng xe trên tuyến xếp hàng dài để chờ qua từng lượt một. Lý giải việc thường xuyên ùn tắc tại nút giao này, Cảnh sát Giao thông Trật tự quận Thanh Khê cho biết, nút giao thông này nằm gần nút Hà Huy Tập, khu Chính Lang và có hai trường tiểu học và trung học cơ sở. Việc đưa đón học sinh mỗi khi tan trường với lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đặc biệt vào các giờ tan tầm, thường xuyên xảy ra tình trạng là ùn tắc giao thông. Mặc dù chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức lực lượng để điều hòa giao thông, nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó thì cũng mong các cấp chính quyền, lãnh đạo thành phố sớm có biện pháp khắc phục, xử lý triệt để cái tình trạng xảy ra ùn tắc giờ cao điểm. Để hạn chế ùn tắc giao thông khu vực này, hàng ngày vào giờ cao điểm, công an quận Thanh Khê cắt cử lực lượng để phân luồng giao thông. Về lâu dài, thành phố cần có giải pháp căn cơ để chấm dứt tình trạng này.